Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 16 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Quyết liệt chống dịch nơi công sở. Hạn chế kiểm tra những nội dung quá khó với học sinh trung học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các sở ban ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong thời gian vừa qua, cùng với việc kêu gọi vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập nghị quyết đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều thành tích mới, đa dạng hiệu quả. Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các đảng đoàn, lãnh đạo một tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy cơ quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện với nhiều chương trình, đề án, dự án hết sức cụ thể, thiết thực để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là không phải đại hội xong là coi như xong, đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của đại hội. Đối với tỉnh Lâm Đồng đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Trong đó xác định nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân là một trong những quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược để tiếp tục quán triệt cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện, nhất là chú trọng xây dựng hoàn thiện cơ chế, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực sáng tạo của nhân dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong vận động tập hợp đoàn kết, tạo đồng thuận trong nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Hưởng ứng thực hiện các phong trào của vận động phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu được nghe một số tham luận trình bày của một số tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu và các địa phương đã thể hiện quyết tâm chính trị đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Phần tiếp theo của bản tin, Lâm Đồng san sẻ yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn và nhân dân các tỉnh vùng dịch. Quyết liệt chống dịch nơi công sở. Sáng nay 16 tháng 8, chuyến xe yêu thương mang theo hơn 35 tấn nông sản do Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện đã lên đường hướng về vùng tâm dịch của tỉnh Đồng Nai và Khánh Hòa. Trong tổng số 35 tấn nông sản đợt này, Hội Nông dân tỉnh đã vận động các hội viên Hội Nông dân ở các huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt đến tận vườn thu mua với giá rẻ để đóng thành từng thùng, từng bao cẩn thận,
trao đến tận tay bà con các khu cách ly tập trung, vùng giãn cách xã hội tỉnh Đồng Nai và tỉnh Khánh Hòa, mỗi tỉnh trên 15 tấn. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Cát Tiên còn chung tay hỗ trợ 2 tấn gạo trong đợt này. Được biết, sau khi cùng phối hợp với tỉnh Đoàn Lâm Đồng thực hiện nhiều chuyến rau củ quả chuyển đến vùng dịch, thì đây là chuyến đi đầu tiên mà Hội Nông dân tỉnh đã vận động các hội viên nông dân chuyển hàng yêu thương đi trực tiếp. Và trong thời gian tới, với tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, Hội Nông dân sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều chuyến xe yêu thương đến với người dân vùng tâm dịch, nhằm chia sẻ bớt khó khăn và động viên mọi người cùng đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19. Nhằm chung tay hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 15 tháng 8, Ni Viện Tuệ Quang, phường 6, thành phố Đà Lạt đã trao 200 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và những hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Các phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, với mỗi phần trị giá 250.000 đồng cho các đối tượng, người khuyết tật, những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đây là hoạt động thường xuyên được Ni Viện Tuệ Quang Đà Lạt triển khai với mong muốn giúp họ có thêm điều kiện, động lực để vượt qua khó khăn trong thời điểm này. Được biết, cùng với tinh thần chung tay, chia sẻ trong lúc khó khăn. Trước đó, Ni Viện Tuệ Quang cũng đã chuyển gần 10 tấn rau củ và gần 50 triệu đồng để hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với cả nước, các đơn vị, tổ chức và cá nhân ở Lâm Đồng đã dành nhiều tình cảm và sự sẻ chia với người dân vùng dịch. Mặc dù còn nhiều khó khăn và trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19, tuy nhiên với tấm lòng yêu thương, người dân Lâm Đồng đã nỗ lực sẵn sàng sẻ chia bằng những chuyến xe yêu thương, chuyên chở các mặt hàng rau củ quả và nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho người dân, góp phần giúp bà con vùng dịch sớm vượt qua khó khăn. Đây là hơn 30 tấn hàng hóa rau củ quả được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên huy động tại các hộ dân doanh nghiệp trong tỉnh để hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên. Các mặt hàng đầy đủ từ rau củ đến các loại trái cây được đóng gói cẩn thận, đảm bảo độ tươi ngon khi đến tay người dân vùng dịch. Để đảm bảo việc thu hoạch đóng gói giao hàng đúng thời gian quy định, có công sức rất lớn của các tổ chức đoàn thể, trong đó nổi bật nhất là đội ngũ đoàn viên thanh niên. Các bạn trẻ đã không quản thời gian công sức hoàn thành công việc đầy nhân văn này. Tuổi trẻ thì có sự năng nổ, có sự nhiệt huyết và đoàn kết thì là sức mạnh. Thì sau các đợt vừa rồi thì tinh thần của tuổi trẻ lúc nào cũng là tinh thần xung phong đi đầu. Tuy là không có đóng góp được gì nhiều, nhưng mà với những cái việc mà cùng với cộng đồng chăm lo cho toàn xã hội thì đó cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ. Và chính vì vậy cho nên là với sức trẻ thì thanh niên sẽ cùng với xã hội, cùng với nước nhà quyết tâm sẽ chiến thắng dịch. Em mong muốn gửi một chút những nông sản địa phương tại thành phố Lâm Đồng, Đà Lạt tới chung tay ủng hộ góp một phần nào đó cho bà con tại vùng dịch có những bữa cải thiện những bữa ăn đảm bảo chất lượng cũng như là cố gắng vượt qua đại dịch trước mắt ạ. Những ngày này, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng đã trở thành địa điểm tập kết hàng hóa cho các đơn vị trong tỉnh, ủng hộ các địa phương trong cả nước. Mỗi ngày tiếp nhận hàng chục tấn rau củ từ các đơn vị để chờ xe vận chuyển về vùng dịch. Để đảm bảo an toàn phòng dịch tại các đơn vị giao nhận hàng tại đây, Trung tâm đã dành riêng các khu nghỉ cách ly cho tài xế và phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài như thế này, đồng thời cắt cử số lượng đoàn viên thanh niên trực nhận hàng và bốc xếp hàng hóa theo quy định. Trung tâm cũng đã chuẩn bị cho cơ sở vật chất và bố trí hẳn khu vực của khu nhà E để làm điểm tập kết của các mặt hàng nhu yếu phẩm để đưa đến các điểm dịch như của Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Thì cũng để đảm bảo an toàn cho phòng chống dịch COVID ở các địa điểm đến đây thì trung tâm cũng đã bố trí các phòng gọi như là cách ly cho của tài xế ở các tỉnh khác đến để đảm bảo làm sao ăn ngủ nghỉ tại chỗ, không có di chuyển ra ngoài khu vực. Trung tâm cũng đã phân công cho cán bộ công nhân viên trực thời gian đến 8-9 giờ tối để các mặt hàng từ các huyện đưa về để tiếp nhận. Kể từ cuối tháng 4 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các tổ chức đoàn thể, tổ chức tôn giáo và người dân trong tỉnh huy động đóng góp vận chuyển hơn 400 tấn hàng hóa rau củ quả, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân tại các khu cách ly tỉnh Lâm Đồng, của tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Và tinh thần sẻ chia ấy ngày càng được nhân lên khi ngày càng nhiều các vườn rau củ quả của các hộ dân trong tỉnh trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng nhận được người dân trao tặng miễn phí cho người dân vùng dịch. Hay những buổi làm việc không công, không quản ngày đêm của các đoàn viên, hội viên trên các thửa vườn ra sức thu hoạch vận chuyển để kịp cho những chuyến xe sớm đến tay người dân vùng dịch.
các cái hội đoàn thể vẫn tiếp tục trao gửi những cái món quà là sản phẩm vùng miền Lâm Đồng đến với bà con vùng dịch. Và tiếp đó đang xếp lịch là tất cả các ngày đều có những cái chuyến xe đi về các cái vùng dịch. Đoàn viên thanh niên thì hết sức là tích cực. Các bạn đóng góp những cái ngày công của mình để thu hoạch những cái cánh đồng rau mà các cái hộ nông dân cho đoàn viên thanh niên để tham gia các cái hoạt động tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung phong và tích cực tham gia để hỗ trợ cùng với các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể làm sao chia sẻ được những cái khó khăn với đồng bào nơi vùng dịch để chiến thắng với dịch bệnh một cách sớm nhất. Đó là niềm kỳ vọng mong đợi của đoàn viên thanh niên cũng như các tầng lớp nhân dân. Những ngày này, các đoàn viên thanh niên và các hội đoàn thể, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện Lạc Dương luôn tất bật với công việc thu hoạch, đóng gói, bốc xếp các mặt hàng nông sản để vận chuyển đi hỗ trợ cho các tỉnh thành phố vùng tâm dịch COVID-19. Công việc khá vất vả vì phải đi gom góp vật phẩm ở nhiều địa bàn, tập kết trong nhiều buổi, bất kể thời tiết nắng mưa bất chợt, sáng sớm hay chiều muộn. Thế nhưng với sự nhiệt huyết và song sáo, các lực lượng tình nguyện viên của huyện đã làm việc hết sức nhiệt tình vì mục tiêu phục vụ nguồn thực phẩm nhanh nhất gửi đến những nơi khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Với tinh thần của đoàn viên thanh niên thì là với tinh thần là bữa không ngại mưa gió, thanh niên tích cực góp ngày công lao động của mình cũng như thời gian để chia sẻ nỗi khó khăn cho tới đồng bào miền Nam, và mong muốn là đồng bào miền Nam ta sẽ cố gắng tập trung nguồn nhân lực và tình cảm của đoàn viên thanh niên tỉnh Lâm Đồng gửi tặng. Từ khi bắt đầu tổ chức quyên góp đến nay, tổng số nông sản được huyện Lạc Dương tập kết và vận chuyển đi các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giờ, đơn vị kết nghĩa với huyện Lạc Dương là hơn 50 tấn rau củ quả các loại. Trong đó riêng nguồn vận động của đoàn viên thanh niên huyện Lạc Dương là hơn 20 tấn. Thường vụ huyện đoàn cũng đã ban hành nhiều văn bản và nhiều cái thư ngỏ đến đoàn viên thanh niên và đến các người dân, nông dân ở trên địa bàn huyện Lạc Dương. Thì qua cái quá trình vận động như thế thì chúng tôi cũng đã quyên góp được rất là nhiều hiện vật. Đặc biệt là ở nông sản thì đa số là các nhà vườn đã liên hệ và tặng cho chúng tôi để gửi đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với nguồn rau vận động, huyện Lạc Dương cũng trích thêm nguồn kinh phí của địa phương đơn vị để mua thêm nông sản bổ sung cho chương trình. Việc thu mua này cũng nhằm hỗ trợ thêm cho nông dân Lạc Dương đang gặp khó khăn do việc tiêu thụ rau không thuận lợi vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Là dịch bệnh cho nên là thứ nhất là đi không được, vì giá nó rẻ thì cũng nói chung là bán, nhưng mà với cái giá rẻ thì coi như là vừa bán vừa ủng hộ miền Nam mình dịch bệnh. Thì cũng muốn gửi gắm là với đồng bào miền Nam mình là cố gắng vượt qua đại dịch. Số nông sản với hơn 60 tấn hàng gồm rau củ quả được chùa Linh Ẩn, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà vận động nhân dân địa phương ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân vùng dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đây là hoạt động quyên góp được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với chùa Linh Ẩn thực hiện. Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và chùa Linh Ẩn kết hợp lại đồng hành với bà con toàn quốc hướng về Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ về nông sản, để phòng chống dịch, để cho hỗ trợ cho các y bác sĩ tuyến đầu cũng như là bà con nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng nông sản dù lớn hay nhỏ, nhưng đó là tình cảm sẻ chia với địa phương vùng dịch lúc này là rất đáng trân trọng, thể hiện việc làm ý nghĩa của người dân Lâm Hà nói riêng và tăng ni Phật tử và lực lượng vũ trang Lâm Đồng nói chung. Cùng với quý thầy, với Ban trị sự quân sự tỉnh Lâm Đồng chung tay góp sức, quyên góp rau củ quả để hướng tới đồng bào đang bị cách ly giữa vùng dịch. Từ khi dịch bùng phát đến nay, trên cương vị là lái xe đảm bảo vận chuyển hàng hóa phục vụ các khu cách ly và đồng bào khu vực lân cận, bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo an toàn trên các tuyến đường, đưa vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn. Những chuyến xe yêu thương chở theo nghĩa tình của người dân trên mảnh đất Nam Tây Nguyên đã lăn bánh trong suốt thời gian qua và sẽ nối dài trong thời gian tới.
đã cho thấy sức mạnh đoàn kết, tinh thần sẻ chia yêu thương của nhân dân ta. Tất cả đều chung một niềm tin, đại dịch COVID-19 sẽ qua, tình người, nghĩa đồng bào còn mãi. Thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 197 trường hợp. Trong 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới vừa ghi nhận, có 6 trường hợp liên quan đến ổ dịch, công ty sợi Trạm Hành và Xuân Trường. 2 trường hợp liên quan đến ca mắc ở Ninh Thuận đã cách ly từ trước và 1 trường hợp về từ Bình Dương cũng đã được cách ly từ trước. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 197 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến công ty sợi có 126 F0, trong đó nhân viên, công nhân viên công ty sợi là 46 ca, cộng đồng lây nhiễm thứ phát 80 ca. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với chủng biến thể mới, có mức độ lây nhiễm cao, nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn tại các cơ sở, trụ sở làm việc, của cán bộ, viên chức, người lao động, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công bố số điện thoại, bố trí bàn chờ, nước rửa tay sát khuẩn, để người dân các tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính là việc làm được duy trì nhiều tháng qua tại văn phòng chi nhánh đăng ký đất đai và nhiều cơ quan đơn vị khác ở huyện Lâm Hà. Việc không tập trung đông người như vậy là cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả nhất. Đến đây tôi được khai báo y tế, khử khuẩn, sau đó tôi đã vào đây là chờ đợi. Tôi gọi điện cho các anh ở trên kia, anh xuống tiếp xúc. Nói chung là đây đảm bảo rất tốt, không có ồn ào gì cả. Không có chạy ra nhốn nha, nhốn nháo vào, thì nói chung rất tốt. Chúng tôi rất mong làm này thế này cho tốt hơn nữa. Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế tại Lâm Đồng, thông điệp 5K được các sở ngành và các đơn vị duy trì thường xuyên, nhất là quy định ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần trong giai đoạn hiện nay. Công tác tiếp dân cũng đã đảm bảo được cái việc phòng chống dịch. Cái công tác chuyên môn thì cũng bố trí cho anh em có điều kiện luân phiên làm việc theo đúng chỉ đạo của ủy ban các cấp là làm việc 50% tại trụ sở cơ quan. Với đặc thù của việc của mình thì vẫn đảm bảo được, tức là vẫn đảm bảo được công việc hàng ngày. Một trong những thuận lợi trong công tác chống dịch tại công sở ở các địa phương trong tỉnh là người dân doanh nghiệp hết sức đồng thuận, tuân thủ nghiêm quy định chống dịch, ngồi đúng khoảng cách khi đến giao dịch, hướng dẫn của từng cơ quan đơn vị. Ngoài ra, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là chỉ thị số 10 của tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các sở ngành, các huyện và thành phố đã vận dụng linh hoạt, thực hiện đồng bộ những biện pháp, giải pháp sát với yêu cầu thực tế nhằm phòng chống dịch COVID-19 một cách quyết liệt và hiệu quả. Giờ ngồi không sát nhau, nghĩa là cách nhau 2 mét như vậy thì để đảm bảo cho cái dịch cúm được an toàn. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì cũng đến cái trụ sở hành chính làm việc thủ tục thì bây giờ là cũng giải quyết rất nhanh gọn để đỡ phải phiền hà đến người dân. Để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, đảm bảo về cái sức khỏe cho cán bộ công nhân viên chức người lao động của chi nhánh cũng như người thực hiện cái tiếp đi thực hiện cái thủ tục hành chính thì với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chúng tôi thì đảm bảo cái khâu và thực hiện cái 5K trong quá trình thực hiện đúng đảm bảo theo cái của Bộ Y tế quy định. Và thứ hai là trong quá trình thực hiện đấy thì đối với khi mà thực hiện đông người dân quá thì chúng tôi sẽ giãn khoảng cách ra đảm bảo đúng tiến độ cho người dân chứ không phải dừng những cái công việc của người dân để thực hiện giao dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động, bất cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào. Đây là nhiệm vụ hàng đầu được các địa phương, nhất là cán bộ, viên chức, người lao động đang thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Qua đó đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Nội dung chính trong phần tin trong nước, hạn chế kiểm tra những nội dung quá khó với học sinh trung học. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục quan tâm đến việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh, nhằm đảm bảo thực chất, góp phần nâng cao chất lượng. Cụ thể, các nhà trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với kế hoạch của từng môn học, hạn chế kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập quá khó so với mức độ cần đạt,
về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Bên cạnh đó, các nhà trường cần tăng cường thực hiện đánh giá quá trình, đánh giá về sự tiến bộ của người học. Bộ cũng yêu cầu các địa phương, nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến, đảm bảo chất lượng chính xác, công bằng, khách quan và trung thực, phản ánh đúng năng lực của học sinh. Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án hai tại chỗ, một vùng xanh gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương. Với đề xuất này, công nhân sẽ không phải ở nhà máy mà có thể là nhà riêng, khu nhà trọ, khách sạn nằm trong vùng xanh chưa ghi nhận dịch. Nhà máy sẽ tổ chức xe đưa đón tập trung lao động từ nơi làm việc đến vùng xanh trên một cung đường cố định nhưng nhiều điểm đón. Công nhân sống vùng an toàn sẽ cài các ứng dụng định vị để nhà máy kiểm tra, được xét nghiệm 5 ngày 2 lần. Cùng với đề xuất này, Hiệp hội cũng kiến nghị nhanh chóng tiêm vaccine vét mũi 1 và đẩy nhanh tiêm mũi 2 cho công nhân. Các mặt bằng nhà xưởng bỏ trống của các khu công nghiệp cần được cải tạo thành bệnh viện dã chiến, khu thu dung nhằm chủ động giải quyết các trường hợp F0, F1 phát sinh ở các nhà máy. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.